nó yếu lắm anh, xuống dốc nó cục 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 nó lại nhớ cái nữa. Kiểm tra lại cho em cặp bụng đó. Xin chào mọi người nha. Đà Lạt mới mưa xong, trời ơi mưa riết thôi. Giới thiệu mọi người, đây là tiệm làm phụ xe, có thể là phụ xe lớn nhất của Đà Lạt luôn á. Là ở đây có anh Lâm chuyên làm tất cả các loại phụ xe máy. Mình mới đem chiếc mô tô này ra, là chiếc này của mình đã bị xì nhớt trước, đi kêu cụp cụp, ra đưa ảnh làm. Hầu như là tất cả những anh em làm xe đều đem phụ về đây làm, đưa anh Lâm làm nha, để đi quay cận cảnh hơn bên trong này. Wow, Đà Lạt luôn. Đây là phố Hành Phùng nha anh em. Ở đây là cái nào, địa chỉ là 229 Phan Đình Phùng. Phố là phần Phan Đình Phùng là phố của người Hoa trước đây khá sầm uất. Khu dưới này đa phần người Hoa họ ở nha. Để ta bắt đầu quay cụ thể nha. Taxi chạm 3 Mâm Cân Trịnh Trường Quận Xe. Từ anh là bao nhiêu năm anh Lâm nhỉ? 30 năm rồi. 30 năm rồi. 30 năm rồi. Là anh làm từ trước giờ hay là ba mẹ anh hay ai chuyển lại? Đâu anh làm rồi, sao có anh làm vợ chứ? Ủa vậy hả? Làm từ cái thời mà sim xong, trước thời sim xong, mà sim xong ra năm 85. Dạ. Và tới hôm nay là bao nhiêu? Vậy là anh làm trước thời sim xong ra. Thấy không, sim xong ra năm 85 là anh đã có mặt rồi. Dạ. Vậy là anh làm từ khoảng 38 dễ sợ ha. Ba mấy năm rồi chứ. Kỳ cựu nhất là ở đây như là không thiếu thứ gì luôn á. Nó hồi xưa mà cái dàn xe, mà dàn xe ô tô Bảo Lộc, ví dụ dàn Bảo Trăm Thờ nó làm lên anh làm không có chứ. Hồi xưa cái đây mà khoảng 5 năm về trước, hồi xưa mà không gì, ông Du ông làm đội trưởng đội mô tô đó. Dạ. Các em chơi mô tô không biết? Em biết chú Du. Ở đó cái dàn mô tô Lâm Đồng là anh làm hết đó chứ. Cái dàn xe Hà Nội nó đi qua, hồi xưa nhớ mà làm cái chiếc xe ở Hà Nội nó vô cái xe mà đúng cái xe độc anh mà ba bánh cái xe mô tô lại ba bánh đó đúng tối nó nổi làm tối 7 giờ đêm nghe, mở cái nhạc ở đây nghe, mà trên công an phường xuống nó kêu thôi tắt đi á. Xe mà nó mở nhạc lớn của nó mở cái hồi hết mẹ bên người ta luôn. Nghe thằng lính nó phá quá, tối á, yeah. Tối làm tối, 7 giờ đêm nó mở vào, 8 giờ đêm mở vào trên phường nghe. Dạ. Sớm kêu mà hồn quá, tắt người ta mở đến ngày mai hết cái bình đựng xe rồi. Anh còn cất cái phục 67 cổ nữa không? Không chứ, anh được khẩu nhiều lắm, anh không bán. Không bán hả? Đây nè, một khẩu luôn đó. Đây nè, một khẩu luôn đó. Để anh coi. Nó nói về cấp 86 nè, 67 nè, rồi Cam Lơ nè. Dạ. Mà nó có bác, để chân chơi vậy thôi chứ không có bác nữa chứ. Có chứ. Không thiếu gì luôn. Đồ cổ đó. Trời ơi. Còn để chân chơi thôi. Đây là dàn giò gà cổ nè, 81, 86 rồi đồ cổ cho nó. Không bán rồi. Nói chung nhiều người họ biết chơi xe mới sao. Mà cái xe nó có giá trị họ biết thì mình bán cho họ nhiều, chứ còn không bán. Đúng rồi. Phải thật là biết. Họ biết qua đây chơi thì mình để cho họ, mà để với giá hiệu nghị cho họ chơi xe thôi. Dạ. Đó, vô đây nè, Rim Thái nè. Cũng có anh thấy có Phục City rồi không? Rồi 70-80 nè. Dạ. Mà kích là Win nè. Đó là có hết, nhưng mà không có bán. Rồi nói chung ai họ biết chơi xe thì mình để cho họ chơi như vậy thôi, còn bán mình bán. Dạ. Phải là biết chơi đúng không? Họ biết chơi xe, biết là như là họ biết quý cái xe đó, họ như là đồ cổ vậy đó thì mình sẽ để. Dạ. Cho các bạn coi lại cái nhà vườn xe của anh Lâm này. Cái này là phải thật sự biết chơi xe nha, qua giao lưu này là chắc biết tổng là nhiều bia.